Rồi, Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 2 tháng 6 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có dâu, hải châu, cánh bướm, ổi xỉ rừng và sung. Rồi, mã số 1 là một cây hải châu. Cây tàn rin nha mấy anh em. Cây mọc cốt ba thân, một cây mini nha. Cây khá đẹp nha. Rồi, em đo cái quanh là 12 cm, chiều cao 24, ngang tàng là 28 nha. Cái tàng rinh nha mấy anh em. Này, anh em giờ thấy vô trong một cái chậu men đẹp là rất ok nha. Rồi, cây hải châu mã số 1, giao lưu cho anh em là 200 bao ship, 200 kè bao ship. Rồi qua mã số 2, cũng một cây hải châu. Cây này cây cành rất già nha, cây không còn một cách nữa nha, thân co lét nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là 5 cm nha, to hơn con tỏ nha mấy anh em, chiều cao là 30, ngang tàng cũng là 30 nha. Rồi 200 kè bao ship cây hải châu mẹ số 2. Rồi qua mẹ số 3 là một cây sung. Sung đang trái nha mấy anh em. Dòng mà sung này rất là xài trái nha. Rồi em đo cái quanh 7 cm nha, chiều cao 38, ngang tàng là 30. Rồi cây sung mã số 3. Giao lưu cho anh em là 150 bao ship nha. Cây thân co lét nha, 150 bao ship cây sung mã số 3. Rồi qua mã số 4 là một cây ổi xỉ rừng nha. Dòng ổi xỉ thì vẻ ăn rất là thơm ngon nha mấy anh em. Cây khá là già nha, thân co lét, cây mọc cốt nha, bờ đớ nó trải, cây rất già cây nha. Rồi em đo cái quanh là 31, chiều cao 45, đang bay từ sau đây là bay tao trước là 60 nha. Rồi cây ổi mã số 4, giao lưu cho anh em là 550 bao ship nha. Cây này khá to nha mấy anh em, bờ đớ nè, cây rất già u cục luôn nha, cây già nu luôn nha. 550 em bao ship. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi, qua mã số 5 là một cây cánh bướm. Cây cũ nữa, cũ trong giò luôn nha. Dòng cánh bướm thì hoa nở rất là đẹp nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh cũ là 46, chiều cao là 42, ngang tàng 50 nha. Rồi cây cánh bướm mã số 5 là giao lưu cho anh em là 450 bao ship nha, 450 kè bao ship cây cánh bướm mã số 5 nha. Rồi qua mã số 6 là một cây hải châu. Dòng hải châu sông cầu, dòng lá rất đẹp nha mấy anh em. Và cây nồng đang bắt đầu vào mùa, cây đang cho hô vẻ nha. Cái này dòng hải châu sông cầu là trái quả tròn nè, quả tròn quả chùm nhận mấy anh em, quả nè. Cây này bờ đớ rất khủng nha. Em đo cái quanh đớ của nó là 67, quanh đớ 67, quanh yêu thân ở trên đây nha là 20, chiều cao 65, ngang tàng cũng là 65 nha. Cây này à, cây cụm rừng nha mấy anh em, cụm rừng, cây cành à, tròn hết nhé. Giờ anh em vừa chơi vừa nuôi thêm nha. Rồi giao lưu anh em là 800 bao ship nhé, 800 kè bao ship cây hải châu mã số 6. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Bên em là chậu xi măng là không qua ship nhé. Rồi qua mã số 7 là một cây hải châu mã số 7. Cái này con tầng bay nha mấy anh em.
Cây cũ khá to nha. Đây cũng đang bắt đầu phun hoa nha. Phun hoa cây cho quẻ nha mấy anh em. Cây đang quẻ trên cây đây. Và bắt đầu phun hoa nha. Cây phun tàn bay nha. Cây này có cái củ khá to nha mấy anh em. Cây đang trái. Bộ đớ của cây này nè. Một cục luôn nha. Bộ đớ khá to. Cây này nó có cái co đổ xuống rất hay nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành cũ đi. Vành là 34. Vành 34 nha. Chiều cao là 38. Ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 40. Còn tàng bay từ sau đây nha. Đây, dài tao trước là 88 nha. Cây này cái tàng rất dài nha mấy anh em. Từ sau tao trước là 88. Cây cành già mịn cây thành phẩm nha mấy anh em. Cây này thành phẩm hết nha. Rồi 1 triệu 3 em bao ship nha. 1 triệu 300k bao ship. Cái này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn. 1 triệu 3 bao ship. Rồi qua mã số 8 là một cây hạ châu sông Cầu. Cây này cục bay nè nha. Cây đã thanh phẩm tây cành già mịn hết nhé. Anh em giờ thay vô trong cái chậu đẹp là ok nha. Cây bờ đỡ trải nè. Chân rửa trải nè. Rồi em đo cái vành là 11 cm, chiều cao 22, ngang tàng là 33. Rồi 270 em bao ship nhé. 270 em bao ship cây hạ châu mã số 8. Rồi về cây hạ châu mã số 9. Cây dòng sông Cầu dòng lá đẹp nha mấy anh em. Dòng lá rất đẹp. Rồi em đo cái vành 14 cm nha. Chiều cao 25. Ngang tàng cũng là 25 nha. Rồi cây hạ châu mã số 9 giao lưu anh em là 200 bao ship nha. 200k bao ship cây hạ châu mã số 9. Rồi qua mã số 10 là một cây dâu. Dâu trái nha mấy anh em. Dâu này nó cho vẻ quá anh em này. Cây nó còn đang trái trên cây nha. Cây đang trái. Trong này quẻ rất ngon nha. Rồi em đo cái vành là 16 cm, chiều cao 50, ngang tàng cũng 50 nha. Rồi cái dâu mẹ số 10 giao lưu cho anh em là 280 bao ship. 280 bao ship cái dâu mẹ số 10. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Chào anh em.